Chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm tin bóng đá. Sau đây thì xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay 29 tháng 6 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với phần cập nhật kết quả ở tại bảng C của giải U16 Đông Nam Á 2024 đang diễn ra tại Indonesia. Tiếp đến mời các bạn đến với những nội dung chính sau đây. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đánh giá về sức mạnh của U16 Indonesia. Vừa vào bán kết, U16 Việt Nam đã gặp bất lợi. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chính thức được ra hợp đồng với Indonesia. Mời các bạn cùng đón nghe. Như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước thì chiều ngày hôm nay vào 0 giờ 15 giờ ở bảng C của giải U16 Đông Nam Á sẽ diễn ra hai trận đấu giữa đội tuyển U16 Úc gặp đội tuyển U16 Đông Timor, trong khi đó thì U16 Thái Lan sẽ gặp Malaysia. Trận hòa trước Úc giúp Thái Lan sáng cửa đi tiếp trước lượt trận cuối. Với việc là có 4 điểm sau trận thắng đậm Đông Timor 6-0, Thái Lan đang đứng đầu bảng xếp hạng. Hiệu số bàn thắng bại của họ là rất cao với dương 6, vì thế mà chỉ cần thắng là họ sẽ có mặt ở bán kết. Hàng thủ của Thái Lan đang thi đấu là rất chắc chắn. Hai trận vừa qua họ đều giữ sạch lưới, trong khi đó các chân sút bên phía Thái Lan ghi được 6 bàn. Malaysia buộc phải thắng và mong chờ trận đấu cùng giờ giữa Đông Timor cầm hòa được Úc thì mới có vé đi tiếp. Và khi thắng thì Malaysia mới có được 6 điểm, và nếu Úc thắng thì họ có được 7 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó đội nhì xuất sắc nhất ở bảng B cũng có 7 điểm là Campuchia với hiệu số dương 7. Còn trong hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội thì Malaysia đang chiếm ưu thế hơn với một chiến thắng và một hòa trước Thái Lan. Bước vào trận đấu gặp U16 Malaysia, Thái Lan được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên tại họ lại bị thủng lưới sớm và phải đến khi sang đầu hiệp 2 U16 Malaysia bị thẻ đỏ thì Thái Lan mới có cơ hội lội ngược dòng, giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước Malaysia. Trong khi đó ở trận cùng giờ thì đội tuyển U16 Úc giành thắng lợi đậm với tỷ số 12-0 trước U16 Đông Timor. Như vậy là hiện tại trên bảng xếp hạng ở bảng C thì đội tuyển Úc đứng thứ nhất có 7 điểm. Trong khi đó Thái Lan đứng thứ hai cũng có 7 điểm, tuy nhiên thì hiệu số của họ là dương 8 so với Campuchia là dương 7. Như vậy là Thái Lan cùng với Úc sẽ vào bán kết giải U16 Đông Nam Á. Theo phân nhóm của giải đấu U16 Đông Nam Á năm nay thì đội nhất bảng A là Indonesia sẽ gặp đội nhất bảng C hoặc là đội nhì xuất sắc nhất ở bảng B. Trong khi đó Việt Nam sẽ gặp đội nhất ở bảng C hoặc là đội nhì xuất sắc nhất, có thể là ở bảng A và bảng C. Như vậy là đối thủ của U16 Việt Nam ở bán kết là U16 Thái Lan. Trong khi đó Indonesia sẽ đụng độ Úc ở vòng bán kết. Các trận đấu ở vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Và nếu các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh sau đó quay trở lại để cập nhật những diễn biến mới nhất về giải đấu này cũng như là về đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta. Vừa vào bán kết, Việt Nam đã gặp bất lợi. Như đã chuyển đến các bạn thì đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước Myanmar ở lượt trận cuối với thắng lợi đậm 5-1 để duy trì ngôi nhất bảng B cùng tấm vé tiến vào bán kết giải U16 Đông Nam Á. Như vậy là kết thúc vòng đấu bảng, các học trò của ông Trần Minh Chiến đã ghi đến 21 bàn, thủng lưới 2 bàn, hiên ngang đi tiếp với 7 điểm cùng với hiệu số là dương 19. Thành tích của Việt Nam khiến đội đứng thứ hai ở bảng B là Campuchia 7 điểm, hiệu số là dương 7, vẫn có nguy cơ bị loại nếu các kết quả ở bảng C gồm Úc, Thái Lan tốt hơn. Có mặt ở bán kết giải Đông Nam Á, U16 Việt Nam cũng xác định được đối thủ là đội nhất bảng C hoặc là đội nhì tốt nhất nếu có thể ở bảng C, là một trong hai đội Thái Lan hoặc là Úc. Dù vậy thì Việt Nam sẽ đối diện bất lợi ở vòng 4 đội mạnh nhất tại giải U16 Đông Nam Á khi chúng ta phải chơi trận đầu tiên diễn ra vào khung giờ 15 giờ ngày 1 tháng 7 là rất nóng lực tại Indonesia. Đây sẽ là trận đấu thứ 3 tại giải này. Các học trò của ông Trần Minh Chiến phải thi đấu ở khung giờ này. Trước đó thì Việt Nam lần lượt gặp Brunei thắng 15-0 và Myanmar 5-1. Do thời tiết tại nước chủ nhà đang vào mùa hè nên rất nắng nóng, đặc biệt là ở tại thời điểm 15 giờ. Các trận đấu ở khung giờ này đều phải có thời gian tạm nghỉ nước, cool break. Việc tiếp tục ra sân ở khung giờ 15 giờ chắc chắn là thử thách cực lớn cho đội tuyển U16 Việt Nam tại vòng bán kết, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của các cầu thủ.
Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán đội nhất bảng C hoặc là U16 Campuchia trong trường hợp đội này là đội nhì tốt nhất. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:30 ngày 1 tháng 7. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra tại sân vận động Manahan, sân đấu mà Việt Nam vừa đánh bại Myanmar 5-1. Đây là lần thứ hai ông Trần Minh Chiến và các học trò chơi tại sân đấu này. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đánh giá thật lòng về sức mạnh của U16 Indonesia. Mới đây thì khi trả lời phỏng vấn trang Bola Sport, ông Trần Minh Chiến, huấn luyện viên trưởng U16 Việt Nam đánh giá đội U16 chủ nhà thực sự là một đội mạnh và ai gặp Indonesia vào lúc này cũng đều phải e ngại. Indonesia có nhiều cầu thủ giỏi và cũng có nhiều lợi thế. Họ được thi đấu tại sân nhà cũng như việc sắp xếp lịch thi đấu thuận lợi sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai phải đối mặt với họ. Indonesia thời gian qua thể hiện là một đội vừa hay cũng lại vừa gặp thuận lợi. Họ luôn được xếp đá vào khung giờ tối để tránh nắng nóng. Bên cạnh đó thì lực lượng của họ cũng có một vài gương mặt chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài. Ở lần gặp nhau gần đây tại U16 Đông Nam Á hồi năm 2022, Việt Nam khi đó thua cả hai trận trước Indonesia. Chúng ta thua 0-2 ở vòng bảng và thua 0-1 ở trận chung kết. Hiện tại thì huấn luyện viên trưởng của U16 Indonesia là ông Nova Arianto chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng cho vòng bán kết dù đối thủ có là ai. Kế hoạch chuẩn bị của vòng bán kết chắc chắn sẽ được thực hiện, nhưng hiện tại thì tình hình ở đội tuyển U16 Indonesia là vẫn chưa chắc chắn gặp đối thủ nào. Nếu nhìn vào những đối thủ tiềm năng mà chúng tôi có thể gặp ở bán kết, đó có thể kể ra đội nhất bảng C hoặc đội nhì tốt nhất ở bảng B. Ở bảng C thì Úc vừa thắng Malaysia và họ cũng là đội nhiều khả năng nhất bảng. Đội nhì bảng B có thể là Campuchia hoặc Việt Nam và chúng ta cùng chờ xem diễn biến các bảng đấu sẽ như thế nào. Ông Arianto chia sẻ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chính thức được gia hạn hợp đồng với Indonesia. Các bạn thân mến, mới đây thì trên trang chủ chính thức đội tuyển Indonesia thông báo đạt thỏa thuận với huấn luyện viên Shin Tae-yong đến tháng 6 năm 2027. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội bóng này cho đến hết World Cup 2026 cũng như Asian Cup 2027. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Erick Thohir cũng vui mừng thông báo trên trang cá nhân của mình như sau. Chúng tôi nhất trí tiếp tục chiến đấu cùng nhau giúp đội tuyển Indonesia phát triển, thành công và tỏa sáng trên đấu trường thế giới. Chia sẻ sau khi được gia hạn hợp đồng với Indonesia thì ông Shin Tae-yong ngắn gọn cho biết: hãy tiếp tục ủng hộ bóng đá Indonesia, tôi vừa có quyết định ở lại đây đến năm 2027. Trước đó, ông Shin Tae-yong đã thành công trong việc là ông giúp cho đội tuyển Indonesia giành vé đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2026. Tuy nhiên thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhiều thông tin cho rằng ông Shin Tae-yong sẽ thôi dẫn dắt Garuda. Điều này càng trở nên mối quan tâm hơn khi mà ông thầy người Hàn Quốc trở về quê nhà giữa lúc Indonesia bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3. Còn truyền thông sau đó đưa tin là ông Shin Tae-yong có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, nhưng ông đã lên tiếng phủ nhận. Còn theo kết quả bốc thăm, Indonesia nằm ở tại bảng C với Trung Quốc, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Úc. Thầy trò ông Shin trước đó đã xác định là họ chắc chắn sẽ phải chạm trán các đối thủ mạnh dù kết quả bốc thăm có ra sao đi nữa. Ông Shin Tae-yong bắt đầu đến làm việc ở Indonesia từ cuối năm 2019. Tại đây, ông dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23 hay các đội trẻ của Indonesia. Thời gian đầu, các đội bóng của Indonesia liên tục gặp thất bại ở đấu trường khu vực lẫn châu lục. Kể từ năm ngoái, ông Shin Tae-yong bắt đầu con đường tìm kiếm cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia của nước này, trong đó những Jayazes, Nathan, Rafael Struik. Điều này thực tế đã giúp cho bóng đá của Indonesia tiến bộ một cách vượt bậc, thậm chí là vào đến bán kết U23 châu Á 2023 sau khi đánh bại Hàn Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.